Rồi, bữa nay mình sửa Cambridge English IELTS 15, Test 4, Reading Basics 1, The Return of Durango, The Arid Valley of Southern Peru, A Welcoming, The Return of a Native Plant, sự quay lại của Durango, những thung lũng khô cằn của miền Nam Peru, đang chào đón sự quay lại của một cái loài cây bản địa. Rồi, vậy đầu tiên mình làm gì các bạn? Dạo qua các câu hỏi và tích từ khóa ha. Ok. Mình dạo qua trước từ câu số 1 tới câu số 5 là điền vào chỗ trống ha. Nói về the importance of Durango tree, cái sự quan trọng của cái cây Durango. Tiếp tục từ câu 6 đến câu 8 thì no more than 2 words. Hồi nãy ở trên nên là one word only ha, chỉ điền từ 1 tới 5 là điền được có một từ thôi. Còn từ câu 6 tới câu 8 cũng là điền vào chỗ trống nhưng mà no more than 2 words, không quá hai từ. Ok, thì ở đây traditional use of Durango tree là cái sử dụng mà phương thức sử dụng truyền thống của cái cây Durango, là một phần của loại cây này là part of tree làm gì. Rồi, cái truyền thống sử dụng truyền thống là làm gì. Rồi bên đây chúc mình đọc ra, điền vô. Rồi từ câu số 9 đến câu 13 là to fall not given. Rồi vậy ha. Ok, rồi mình qua đọc và làm câu một, đoạn 1 ha. The South Coast of Peru is a narrow 2,000 km long strip of desert squeezed between the Andes and Pacific Ocean. It's also one of the most fragile ecosystems on Earth. It hardly ever rains there, and the only year drought source of water is located 10 of meters below the surface. This is why the Durango tree is so suited to life there. It has the longest root of any tree in the world. They stretch down 50 to 80 meters. And as well as sucking up water for the tree, they bring it into the higher subsoil, creating a water source for other plants' life. Bờ biển miền Nam Peru là một cái quang mạc hẹp và dài 2.000 mét nằm giữa dải Andes và biển Thái Bình Dương. Nó là một trong những cái hệ sinh thái mong manh nhất trên trái đất, hầu như không có mưa ở đó và cái nguồn nước duy nhất quanh năm thì được nằm sâu ở dưới 10 mét so với mặt đất. Đó là lý do tại sao cây Durango thì rất là thích hợp để sống ở đó. Nó có một cái bộ rễ dài nhất so với các cái cây khác ở trên trái đất, và chúng nó có thể vươn đến từ 50 đến 80 mét, hút nước để nuôi cây và mang nước đến cái tầng đất cái cao hơn. Subsoil ở đây là cái tầng đất cái, tức là tầng đất ngay dưới cái lớp đất mặt ha, và tạo ra một cái nguồn nước cho các cái đời sống của thực vật khác. Thì ngay nguyên cái đoạn 1 này nó chưa trả lời được câu nào hết, nhưng mà nó có một cái chỉ báo cho mình ha các bạn. Đó là cái cây này nó vươn từ 50 đến 80 mét. Cái bộ rễ á, nó có cái bộ rễ vươn đến từ 50 đến 80 mét. Thì mình sẽ thấy trong cái câu số 1 của mình, người ta nói về cái sự quan trọng của cây Durango, thì cái bộ rễ của nó có thể vươn đến xa đến 80 mét vào trong mặt đất, trong lòng đất. Thì ngay chỗ này, như vậy nguyên cái đoạn khúc dưới này nè, nó sẽ trả lời cho mình các cái câu tiếp theo, thông tin của nó sẽ xuất hiện liên tục ha các bạn. Rồi ok, mình qua mình đọc đoạn 2. Dr. David Buffett-John, a geobotanist at Cambridge University, has been studying the joy of Durango tree in Glen Cape Chain in the Lower Ica Valley in Southern Peru. He believed the Durango were key to the ancient people diet, and because it could reach deep water sources, it allowed local people to withstand years of drought when their other crops failed. But over a century, Durango trees were gradually replaced with crops, cutting down native woodland lead to erosion. As there is nothing to keep the soil in place, so when the Durango go, the land turned into a desert. Nothing grows at all in the Lower Ica Valley now. Tiến sĩ David Buffett-John, một cái nhà khảo cổ sinh vật học tại trường đại học Cambridge, đang thực hiện một cái dự án nghiên cứu về vai trò của cây Durango trong cái việc thay đổi phong cảnh của thung lũng Lower Ica tại miền Nam Peru. Ông ấy tin rằng cây Durango thì đóng vai trò chủ yếu trong khẩu phần ăn của người cổ đại, bởi vì nó có thể vươn tới cái tầng nước sâu. Nó cho phép người dân địa phương chống chọi với nhiều năm hạn hán khi mà mùa màng bị thất bát, và qua nhiều thế kỷ cây Durango dần bị thay thế bởi cây hoa màu. Việc đốn hạ cái loài cây thân gỗ bản địa này dẫn đến xói mòn bởi vì không có cái gì giữ lại đất trồng. Vì vậy khi mà cây Durango này đi thì đất đai trở thành sa mạc,
và không có gì có thể mọc được ở tại thung lũng ở Lower Ica này ngày nay. Rồi vậy cái đoạn này nó giúp mình trả lời được tới 5 câu lận các bạn, từ câu 1 tới câu 5 ha. Rồi ở ngay chỗ này hồi nãy mình nói cái rễ của nó có thể vươn tới 80 mét vào trong đất, và nó có thể access ...deep below the surface, có thể tiếp cận cái gì sâu ở dưới mặt đất. Thì ở bên đây mình thấy nè, cái cây này nó because it could reach deep water resources. Vậy ở bên kia người ta dùng chữ access, thì bên đây người ta dùng chữ reach. Rồi bên kia deep water ha. Bên đây là deep water, thì bên kia nó cũng là deep below the surface. Vậy thì mình sẽ điền vô can access gì các bạn? Access water ha. Ok, rồi tiếp tục. Ngay chỗ này mình đánh dấu vô là water. Ok, were a social part of local inhabitant ...a long time ago. Và nó là một cái, đóng một cái vai trò chính hoặc là chủ yếu của cái người dân bản địa. Cái gì của người dân địa phương ở đây? Inhabitant thì bên kia người ta dùng là ancient people. Nè, mình có ancient people diet, khẩu phần ăn của cái người cổ đại. Thì bên đây mình, người ta cho cái local inhabitant rồi, cũng là social part, thì bên đây người ta cho chữ gì? Chữ key, were key to. Bên đây là were a social part of local inhabitant diet a long time ago, help people to survive periods of .... Ở bên đây người ta cho periods of, tức là giúp người ta tồn tại qua một cái giai, nhiều cái giai đoạn của cái gì. Bên đây người ta giúp người ta withstand years of drought. Ok, vậy bên đây mình điền vô là câu số 3 là drought. Câu số 4, prevent ...... of soil, chống cái gì của đất. Ngay chỗ này mình trả lời 5 câu lận nha. Rồi hồi nãy để thầy đánh dấu rich, câu số 1 nè, deep water resources, rồi khẩu phần ăn chính của người cổ đại ha. Rồi câu số 3 của mình là year of drought, thì mình đánh vô rồi. Rồi vậy câu số 4 là đây, cutting down native woodland lead to erosion, xói mòn. Thì bên đây prevent cái gì của đất, thì chống lại cái cây hurango này, nó chống lại sự xói mòn của đất, và prevent land from becoming a .... Ngăn cản cái đất đai mà nó biến thành sa mạc. Dòng cuối cùng bên kia ha. Rồi bên đây nè, so when the hurango go, the land turn into a desert. Vậy ha, có một đoạn mà trả lời được 5 câu. Rồi mình qua tiếp đoạn 3. For centuries, the hurango tree were vital to the people of the neighboring Middle Ica Valley too. They grew vegetables and the resin egg products made from its seed pot. Its leaves and pulp were used for herbal remedies, while its branches were used for charcoal for cooking and heating, and its trunk was used to build housing. But now it is disappearing rapidly. The majority of hurango forests in the valley have already been cleared for fuel and agriculture. Initially, they were small holdings, but now they have huge farms producing crops for the international market. Trong nhiều thế kỷ, cây hurango là yếu tố sống còn cho người dân sống ở vùng lân cận của thung lũng Trung Ica. Họ trồng những cái cây rau củ ở dưới nó và ăn những cái sản phẩm làm từ vỏ hạt của nó. Cái lá và cái vỏ của nó thì được sử dụng cho những cái phương thuốc chữa trị bằng thảo dược, trong khi những cái nhánh của nó thì được sử dụng để làm than củi để nấu ăn và đốt. Cái thân của nó thì được dùng để xây dựng nhà, nhưng ngày nay nó đang biến mất một cách nhanh chóng. Phần lớn những cái khu rừng của hurango ở thung lũng thì đã bị xóa sổ để phục vụ cho chất đốt và nông nghiệp. Ban đầu thì đây chỉ là những cái đơn vị kinh doanh nhỏ, nhưng ngày nay thì chúng nó trở thành những nông trại khổng lồ sản xuất hoa màu để cung cấp cho thị trường quốc tế. Như vậy qua cái khúc này nè các bạn, mình sẽ liên tục trả lời được câu số 6, số 7, số 8. Rồi bạn lưu ý cái câu traditional use of the hurango tree, tức là những cái phương thức, cái cách sử dụng mà truyền thống của các cây hurango ha. Chút xíu mình sẽ dùng để nó để trả lời cho một câu số 9 nữa các bạn. Rồi một phần part of tree là một phần của cây, thì người ta hỏi mình câu số 6 là cái phần gì mà được theo cái phương thức là traditional use, là cái cách mà sử dụng truyền thống, là dùng để làm fuel, là nhiên liệu hoặc là chất đốt. Thì ở đây hồi nãy mình đọc is đâu rồi, its branches were used for charcoal for cooking and heating. Ok, rồi mình đánh dấu vô ha. Có nhiều bạn sẽ sai cái chỗ này lắm. Bởi vì sao? Các bạn đọc khô tuốt ở dưới đây nè, bạn thấy cái chữ fuel nó nằm ở dưới này,
cái bạn mới lấy nguyên chữ forest bạn điền vô ha. Forest in the valley has been clear up for. Nhưng mà bạn quên là cái này người ta bị clear up for, chứ không phải cái này dùng for cái này. Thì ở đây cái nhánh của nó ngày xưa mà theo cái cách truyền thống thì người ta mới dùng branches were used for charcoal, charcoal for cooking and heating. Ok, vậy thì bạn nào mà đọc nhanh mà hơi không cẩn thận thì sẽ sai chỗ này ha. Branches thì đừng dùng để làm fuel, nó tương đương với chữ charcoal bên đây. Rồi bên đây cái gì đó và cái gì đó thì dùng để làm medicine, là làm thuốc. Thì bên đây mình người ta dùng là cái phương thuốc mà chữa trị bằng thảo mộc, herbal remedies. Thì bên đây người ta dùng là medicine. Thì bên đây mình sẽ nhớ lại là cái lá và cái gì, cái vỏ của nó ha các bạn. Lá và vỏ thì được dùng làm thuốc, tương đương với herbal remedies. Rồi câu số 8 bên đây của mình, cái gì thì được làm dùng để sử dụng cho construction, là việc xây dựng. Thì cái thân của nó, trunk, thì mới được dùng để cho cái chuyện mà xây dựng nhà. Ở bên đây là mình có ha. Đâu rồi? Is trunk were used to build houses. Thì bên đây của mình là construction là tương đương với building houses. Build houses, ok. Rồi vậy mình đánh dấu vô cái này, nó sẽ là câu số 678. 678. Rồi, các bạn lưu ý hồi nãy thầy có nhắc traditional use of the Hurango tree. Ở đây mình có traditional use thì nó có ba cái này thôi. Vậy câu số 9 người ta mới hỏi. Câu số 9 là dạng true or not given ha. Local family have told Wally about some traditional use of Hurango products. Là những cái gia đình mà ở địa phương đã chỉ cho ông Wally về cái cách mà sử dụng truyền thống của cái sản phẩm từ Hurango này. Như vậy có nói không? Không, không có nói ha. Vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là not given. Ok, hoặc là tí xíu bạn đọc đoạn tiếp theo thì bạn sẽ thấy là cái nhân vật mà cái ông Wally này nè, thì ổng dạy cho những cái gia đình này một số cách để sử dụng sản phẩm, nhưng nó không phải là traditional use này. Cái chữ này quan trọng là traditional use. Ở đây lại ha, một vài gia đình địa phương thì đã dạy cho cái ông này cái về một vài cái cách thức sử dụng truyền thống của những cái sản phẩm Hurango. Trong khi trong bài nãy giờ mình đọc là không có, chỉ đề cập tới cái chuyện là người dân địa phương này người ta sử dụng cái cây Hurango này theo phương thức truyền thống để làm ABC vân vân. Rồi vậy câu số 9 mình đánh vô là not given ha. Rồi ok, mình qua đoạn tiếp theo ha. Of the forests that were here 1000 years ago, 99% has already gone. Separatist Oli Welly from Key Garden in London, who together with ethnobotanist Dr. William Millikan is running a pioneering project to protect and restore the rapidly disappearing habitat. In order to succeed, Welly needs to get the local people on board, and that has meant overcoming local prejudices. Increasingly, aspirational community think that if you plant food tree in your home or street, it shows you are poor and still need to grow your own food, he said. In order to stop the middle Ica Valley going the same way as the lower Ica Valley, Wally is encouraging locals to love the Hurango again. It process of cultural resuscitation, he said. He has already set up a Hurango festival to reinstate a sense of pride in their eco-heritage and has helped local cool children plant thousands of trees. Nhà sinh vật học Oliver Welly từ Key Garden ở London đã nói trong số những cái khu rừng mà ở đây cả ngàn năm trước thì 99% đã biến mất. Cái người, tức là cái ông Oliver này, là cái người mà cùng với cái nhà dân tộc học là tiến sĩ William Millikan đã chạy một cái dự án tiên phong để bảo vệ và khôi phục cái nền môi trường sống mà đang biến mất một cách rất nhanh chóng. Nhằm hoặc là để thành công thì Wally cần phải các sự hợp tác của người dân địa phương. Điều này có nghĩa là phải vượt qua một cái định kiến hoặc là thành kiến địa phương. Cộng đồng thì ngày càng tham vọng nghĩ rằng nếu mà bạn trồng cây lương thực ở nhà hoặc trên đường thì nó cho thấy là bạn đang rất là nghèo đói và bạn vẫn cần trồng cái cây lương thực cho riêng bạn, ông ấy nói. Nhằm để ngừng cái thung lũng Ica Trung đi theo con đường của thung lũng Ica Hạ thì Wally đã khuyến khích cái người dân địa phương yêu thích cây Hurango một lần nữa. Nó là một cái quá trình mà phục hồi lại văn hóa hoặc là hồi sinh lại văn hóa, ông ấy nói. Ông ấy đã tổ chức
một cái lễ hội về cây Hurango để khôi phục lại cái niềm tự hào về cái di sản sinh thái của họ và giúp những cái sinh viên ở những cái học sinh ở địa phương trồng hàng ngàn cây xanh. Do cái đoạn này nè, nó chỉ có một cái từ khóa mà hồi nãy mình đã trả lời của cái câu số 9 đó các bạn, là ông Wally là cái tên ha, xuất hiện thôi. Mà nó không có trả lời được cho cái ý nào hết, cho nên mình vẫn tiếp tục mình qua mình đọc đoạn tiếp theo ha. Rồi, ok. In order to get people interested in habit restoration, you need to plant a tree that is useful to them, say Wally. So he has been working with local family to attempt to create a sustainable income from the Hurango by turning their products into foodstuff, boiling up the bean. You can get this thick brown syrup like molasses. You can also use in green soup or stew. The pulp can be ground into flour to make cake, and the seed roasted into a sweet chocolate tea coffee. It packed full of vitamins and minerals, Wally said. Ông Wally ổng đã nói là nhằm để thu hút mọi người khôi phục lại môi trường sống thì bạn cần trồng một cái cây mà nó hữu ích cho họ. Vì vậy ông ấy đang thực hiện làm việc cùng với những gia đình ở địa phương nỗ lực để tạo nên một cái thu nhập bền vững từ cái cây Hurango bằng cách biến cái sản phẩm của chúng thành thức ăn, thành những cái loại mà thực phẩm linh tinh ha. Ok, bạn nấu cái hạt lên thì bạn sẽ có một cái chất siro màu nâu đậm giống như là mật đường, và bạn có thể dùng nó trong việc uống nè, nấu súp hoặc là hầm. Cái vỏ của nó thì bạn có thể nghiền ra thành bột và để làm bánh, còn cái hạt của nó thì có thể rang lên thành một cái loại cà phê có vị sô cô la ngọt. Nó thì chứa đầy vitamin và khoáng chất, ông Wally ông đã nói. Như vậy ngay khúc này mình cũng thấy là ông Wally này ổng cùng với những cái gia đình ở địa phương nỗ lực làm một cái sản phẩm từ cái cây Hurango mà mang lại cái thu nhập bền vững, tức là mang lại cái thực phẩm. Nhưng các bạn để ý ha, nó không có nói gì về cái cách traditional yield hồi nãy hết. Như vậy khẳng định lại trong cái câu chính của mình ngay chỗ này nè, traditional yield không có đề cập ngay đây. Mặc dù có cái thông tin là ông Wally ổng dạy cho mấy gia đình địa phương này, ổng cùng với các gia đình địa phương này làm các cái sản phẩm từ cái cây mà Hurango này. Như vậy nếu mà bạn không cẩn thận thì bạn có thể đánh câu này là false ha. Nhưng câu đúng của đáp án của nó phải là not given, bởi nó dính tới cái traditional yield này. Rồi, ok, mình qua đoạn tiếp theo ha. And some farmers are already planting Hurango. Alberto Benavide, owner of Ica Valley, only certified organic farm, Wick Valley, helped set up, has been planting the tree for 13 years. He produced syrup and flour and sell the product at an organic farmer market in Lima. His farm is relatively small and doesn't yet provide him with enough to live on. But he hopes this will change. The organic market is growing rapidly in Peru. Benavide said, I am investing in the future. Và một vài nông dân đã trồng cây Hurango. Alberto Benavide, chủ của trang trại hữu cơ được chứng nhận duy nhất ở thung lũng Ica mà Wally đã giúp thành lập, đã trồng cái cây Hurango này 13 năm. Ông ấy sản xuất ra siro và bột và bán nó ở tại một cái chợ nông sản hữu cơ tại Lima. Nông trại của ông ấy thì tương đối nhỏ và nó không đủ cho ông ấy, đủ cung cấp cho ông ấy để sống dựa vào nó. Nhưng ông ấy hy vọng việc này sẽ thay đổi. Cái chợ mà hữu cơ thì đang tăng lên ở tại Peru, và Benavide nói, và tôi đang đầu tư vào tương lai. Như vậy ngay chỗ cái câu số 10 này nè, 10 các bạn, mình có cái từ khóa là Farmer Alberto Benavide is now making a good profit from growing Hurango. Tức là người nông dân Alberto Benavide bây giờ đã là có một cái lợi nhuận rất là tốt từ cái việc trồng cây Hurango này là sai rồi. Thậm chí ông còn không đủ sống nữa, phải không? Nhưng mà ông tin tưởng vào tương lai, cho nên nhờ vào cái sự cái chợ mà hữu cơ nó đang tăng lên phát triển một cách nhanh chóng ở Peru, cho nên ông ấy mới nói là tôi đang đầu tư cho tương lai. Còn hiện bây giờ thì do nó nhỏ nè, doesn't yet provide him with enough to live on, nhỏ cho nên không có đủ để cung cấp cho ông ấy sống dựa vào nó, tức là sống nhờ vào cái việc mà trồng cây Hurango này không á, là không đủ. Ok, rồi mình qua đoạn tiếp theo ha.
But even if Wally can convince the local people to fall in love with the Horango again, they steal the grass of the larger farm. Some of these cut across the forest and break up the corridor that allow the essential movement of mammals, birds, and pollen up and down the narrow forest strip. In the hope of counteracting this, he persuading farmer to let him plant forest corridor on their land. He believed the extra woodland will also benefit the farm by reducing their water usage through a lowering of evaporation and providing a refuge for biocontrol insects. Mà thậm chí là nếu mà Wally có thể thuyết phục những người dân địa phương yêu thích lại cây Horango một lần nữa thì vẫn có một cái mối đe dọa từ những cái nông trại lớn. Trong những cái nông trại lớn này thì cắt ngang qua những khu rừng và phá vỡ cái hành lang mà nó cho phép cái sự di chuyển quan trọng của các động vật có vú, loài chim và sự thụ phấn lên và xuống dọc theo các cái dải rừng hẹp. Nhằm hy vọng đối phó với vấn đề này thì ông ấy thuyết phục những người nông dân cho phép ông ấy trồng thêm những cái hành lang rừng ở trên đất của họ. Và ông ấy tin rằng những cái dải rừng mà thêm này thì có thể mang lại lợi ích cho nông trại của họ bằng cách giảm cái lượng nước sử dụng thông qua cái việc giảm cái sự bốc hơi nước và cung cấp cái nơi ẩn náu cho những cái côn trùng kiểm soát sinh học. Như vậy, ngay chỗ cái đoạn này nó sẽ giúp cho mình trả lời cho câu số 11 ha. Wally cần cái sự hợp tác của những người nông dân để giúp bảo tồn cái khu vực mà có cái cuộc sống thiên nhiên hoang dã ha các bạn. Tức là những cái loài thú hoang á. Ok, vậy thì đúng hay sai? Câu trả lời của mình là true ha. Ông ấy phải thuyết phục nè. Ông cần sự hợp tác bằng cách là nhằm đối phó với vấn đề này thì ông thuyết phục những người nông dân cho phép ông trồng thêm những cái cây Horango mà thành một cái hành lang ở trên cái đất của họ nè. Tức là trồng theo để chi? Gìn giữ nhằm duy trì cái lối mà cho các cái con thú này nó di chuyển nè, rồi cho các con chim nè, rồi đồng thời nó làm gì nữa các bạn, thụ phấn qua. Ok, ngay chỗ này mình đánh vô là câu 11 ha. Rồi tiếp tục mình qua đoạn cuối cùng. If we can record biodiversity and see how it all works, then we on good position to move on from there. There's a habitat can reduce down to very little, Wally explained. It's not like a rainforest that needs to have this huge expanse. Fly sensors will be confined to corridors and islands here. If you just have a few trees left, the population can grow up quickly because it yields to exploiting water when it arrives. He sees his project as a model that has the potential to be tried out across other arid areas around the world. If we can do it here, in the most fragile system on Earth, then that's a real message of hope for lots of places, including Africa, where there is drought and they just can't afford to wait for rain. Nếu chúng ta có thể ghi lại sự đa dạng về sinh học và xem nó làm việc hoạt động như thế nào, thì chúng ta đang ở một cái vị trí rất là tốt và có thể bắt đầu từ ở đó. Cái môi trường sống ở sa mạc thì có thể giảm xuống một cách dần dần rất là ít. Wally giải thích. Nó không giống như là ở rừng mưa mà nó cần một khu vực đất đai rộng lớn. Cuộc sống ở sa mạc thì luôn được gói gọn hoặc là xác định ở trong những cái hành lang hoặc là những cái hòn đảo. Nếu mà bạn chỉ có một vài cái cây còn tồn tại thì cái dân số hoặc là cái quần thể có thể phát triển một cách nhanh chóng bởi vì nó sử dụng để khai thác nước khi mà nó đến. Anh ấy xem cái dự án của anh ấy như là một cái mẫu hình mà nó có đầy tiềm năng để có thể áp dụng qua những cái khu vực đất mà cằn cỗi trên toàn thế giới. Nếu bạn có thể thực hiện nó ở đây, một cái khu vực mà có hệ sinh thái mong manh, hệ sinh thái mong manh nhất ở trên thế giới, thì đó là một cái thông điệp thật sự của cái việc hy vọng rằng nó sẽ được áp dụng ở rất nhiều nơi, bao gồm cả châu Phi, nơi mà có hạn hán và họ không thể chịu đựng được để đợi đến trời mưa. Thì như cái đoạn này mình sẽ trả lời được hai câu cuối cùng ha các bạn. Ok, mình qua câu 12. Đối với Wally, for Wally project is success, it need to be extended over a very large area. Là để cho cái dự án mà của Wally này thành công thì nó cần phải mở rộng qua một cái khu vực mà rất là lớn. Ok, vậy thì sai rồi. Đáp án của mình sẽ là for ha. Ổng chỉ cần từng chút một thôi. Thậm chí là chỉ còn một vài cây còn tồn tại thì cái quần thể nó sẽ phát triển bởi vì cái cây đó nó hút nước lên. Ok. Rồi ngay chỗ này, it's not like a rainforest static to have this huge expanse ha. Nó không giống như là cái rừng mưa đâu. Đó, nó ở sa mạc thì giảm dần dần nè. Rồi chỉ cần một vài cây còn tồn tại thì quần thể phát triển từ từ.
và như vậy thì nó sẽ, cái cây đó nó hút nước lên và nó làm như cái đầu đoạn mình học rồi, nó sẽ mang nước lên cái tầng đất mà ở dưới cái lớp đất mặt á, và các cái thực vật khác sẽ phát triển. Rồi tiếp tục câu số 13. Wally has planned to go to Africa to set up a similar project. Là Wally thì có một cái kế hoạch để đi đến châu Phi để thành lập một cái dự án tương tự. Có nói không các bạn? Không có nói ha. Mặc dù mình có đọc thấy châu Phi ở dòng cuối cùng này, là ngay chỗ này nếu mà chúng ta có thể làm được ở đây thì cái điều này nè, một cái nơi mà có hệ sinh thái mong manh nhất trên thế giới, thì đây là một cái thông điệp thật sự cho cái sự hy vọng mà có thể áp dụng được nhiều nơi khác bao gồm cả châu Phi. Chứ ổng không hề nói tới cái chuyện là ông Wally này ổng có kế hoạch đi đến châu Phi để trồng cái lập một cái dự án tương tự, tức là phát triển hoặc là khôi phục lại cái cây Hurango ở châu Phi. Không có, không có nói. Rồi mình xong ha.